Trưa ngày 5 tháng 9, ông Nguyễn Đình Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương và gia đình đang tổ chức tìm kiếm một cháu gái 14 tuổi đi khỏi nhà và hiện chưa xác định được tung tích. Theo chị H, mẹ của cháu gái cho biết, trưa ngày 4 tháng 9, trong lúc chị đi làm, con gái chị là cháu G, 14 tuổi, học sinh trường trung học cơ sở Đào Duy Từ, phường Khánh Xuân, xin phép bố cho đi chơi và đã lấy chiếc xe đạp điện rời khỏi nhà. Đến tối cùng ngày, không thấy con gái về, gia đình đã tìm kiếm nhưng không được nên đến phường trình báo sự việc. Cũng theo chị H, con gái đã chuẩn bị mọi thứ cho lễ khai giảng năm học mới vào sáng nay nhưng không thấy con về, gia đình vô cùng lo lắng. Chị H cũng cho biết, hàng ngày con gái chị rất ngoan, không cãi lời bố mẹ và cũng không xảy ra xích mích gì với ai. Chị mong sao mọi người thấy được cháu ở đâu thì liên hệ gia đình để sớm đưa cháu về đi học.